Phan Công Tiến, năm nay 46 tuổi. Anh ở Biên Hòa, nhưng công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, anh nhớ rồi. Anh nghề nghiệp anh là tài xế, đi đây đó ăn uống không có đủ phần hết đó. Nhiều lúc tiền bạn bè gì đó, chồng ra giờ cái dạng dài của anh đó, nó bị nặng rồi đó. Anh bắt đầu bị bệnh dạ dày, sẽ không nhớ là mình bị từ khi nào các bạn ấy. Anh bị cái dạ dày này là chắc cũng là năm 96, 97 gì đấy. Ở đó. Tức là cũng khoảng 20 năm rồi. 25 trên 20 năm rồi đó. Sau khi mà anh bị bệnh dạ dày thì các cái triệu chứng của anh như thế nào ạ? Cái triệu chứng của anh đầu tiên á thì nó phần cái bụng á, nó ăn uống không tiêu á, khó chịu lắm. Và sau đó thì anh đã sử dụng các loại thuốc như thế nào ạ? Phải là đi khám nội soi ở đâu không ạ? Anh là đi nội soi nhiều bệnh viện lắm, bệnh viện Hòa Hảo, Bạch Mai rồi đó. Bạch Mai. Vâng. Và sau đó thì anh có kết luận như nào không ạ? Kết luận của anh là đầu tiên là viêm hăng, là viêm thượng vị, viêm thượng vị. Sau thời gian đi coi lại bị nặng hơn là viêm thượng vị, hăng vị, tá tràng, ba cái. Vâng. Coi như là cả toàn bộ dạ dày đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Thế sau đó thì anh có điều chỉnh những cái thuốc như nào, anh có thể kể chia sẻ cho em biết không ạ? Thuốc tây thì anh uống nhiều, lấy một lần về là uống mấy tháng trời rồi không kết quả nó cũng vậy. Nó lúc mình uống thấy dở vậy, thì lúc mình uống thì nó bụng là trở lại là bình thường, không có hiệu quả. Thì lần mới đây nhất thì anh cảm giác có đau như thế nào và anh có sử dụng thêm các loại thuốc khác không ạ? Thì anh cũng có uống nhiều lúc mà mình hơi bị đau quá thì mình cũng phải ra tìm thuốc tây lấy thuốc tây uống vậy á. Trong thời gian vừa qua thì mình có cái uống thuốc nam thuốc hệ á, nó cũng đỡ được một phần đó thôi. Về sau được một lần trở lại là như vậy, chứ nó không có thể hết được. Vô tình á, lên mạng thì được biết là mình bị Nam Phương này, thì anh uống đây là được hơn 2 hộp, thì thấy trong người có thấy có hiệu quả, nó uống vô nó thấy không có nóng không có rát nữa, mà nó cái bụng nó nhẹ cho em, anh thấy cũng hài lòng. Nhưng mà cái bệnh của anh là bị lâu quá phải không, mình cần phải có thời gian trong 1-2 ngày. Vậy thì là anh đã uống hết có hơn 2 hộp, gần 3 hộp đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nó dễ chịu rồi. À, giờ nó cũng. Dạ vâng. Thế bây giờ thì anh đã thấy dễ chịu thì em tiếp tục sử dụng những sản phẩm gì đang thương nha. Anh cũng tiếp tục. Tiếp tục sử dụng. Thì cho thử điều chỉnh. Thì sau khi việc điều chỉnh thì em các bạn sẽ có những cái kết quả mới nhất về sản phẩm mình đang thương này. Vâng. Xin cảm ơn anh Tiến đã dành cho em trong cái buổi thời gian phỏng vấn này. Cuộc sống bận rộn, căng thẳng, mất ngủ, thực phẩm mất vệ sinh khiến bệnh viêm loét dạ dày tá tràng biến chuyển nặng hơn và dễ trở thành mãn tính. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bình Vị Nam Phương là sự kết hợp hoàn hảo giữa các thành phần thảo dược như curcumin, mai mực, bình vôi, natri hydro carbonate, cam thảo vân vân, có tác dụng giúp giảm các triệu chứng viêm loét dạ dày tá tràng, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa. Bình Vị Nam Phương hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày tá tràng cấp và mãn tính. Bình Vị Nam Phương, sản phẩm của Nam Phương Pharma, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.